Trịnh Sảng chính thức thân bại danh liệt, tán gia bại sản vì bê bối chưa từng có trong lịch sử showbiz Hoa ngữ. Chỉ sau 3 ngày, Trịnh Sảng mất tất cả mọi thứ, từ sự nghiệp, tài sản cho tới hình ảnh. Người hâm mộ Trung Quốc thất vọng, tức giận và sốc nặng. Chưa từng có trong lịch sử, một ngôi sao hàng đầu showbiz Hoa ngữ vướng vào scandal phạm pháp tìm người mang thai hộ, bộc lộ sự mất nhân tính và vô đạo đức. Đó là bình luận cực gắt trên Douban, diễn đàn thảo luận lớn nhất của Trung Quốc. Chỉ trong 3 ngày, Trịnh Sảng từ một diễn viên được yêu thích, luôn đảm nhận vai chính trong các bộ phim thanh xuân vườn trường, trở thành tội đồ của làng giải trí. Không ai có thể ngờ được rằng, một mỹ nhân sở hữu nhan sắc dịu dàng, tính cách được đánh giá ngây thơ, thẳng thắn, ai ngờ lại là kẻ máu lạnh. Giáp tâm đòi người đẻ thuê phải phá cái thai 7 tháng trong bụng vì ly hôn. 12 năm tham gia làng giải trí, Trịnh Sảng có tới 10 năm cự tuyệt đóng quảng cáo, làm đại diện nhãn hàng, thậm chí cực kỳ ít đi show và sự kiện cũng không nhận lời chụp tạp chí. 2 năm trở lại đây, cô mới oanh tạc mặt trận ngoài phim ảnh, trở thành nhân vật hot hit nhờ độ tranh cãi cùng thái độ kém chuyên nghiệp của mình. Ngỡ tưởng drama của nữ diễn viên chỉ xoay quanh lùm xùm vô duyên, EQ thấp, vậy nhưng scandal nhờ người mang thai hộ kèm theo 1001 chi tiết sốc tới tận óc, trở thành ngón đòn giá nặng vào sự nghiệp, hình ảnh và cuộc sống của nữ diễn viên. Blogger Zhong Mao, người sở hữu gần 250.000 lượt follow, đã chỉ ra chỉ sau một đêm, Trịnh Sảng mất tới 2 triệu tệ, 710 tỷ đồng. Hàng loạt các chương trình từng ký kết với Trịnh Sảng trước đó đã gạch tên cô sau khi nữ diễn viên dính phốt. Cô không có tên trong danh sách gala lễ hội mùa xuân của đài truyền hình Liêu Ninh, cánh paparazzi cho hay, người thế chỗ Trịnh Sảng khẩn cấp là nữ diễn viên Vạn Thiến. Blogger Zhong Mao tiết lộ, căn nhà penthouse trị giá 150 triệu tệ, tương đương hơn 530 tỷ đồng, hóa ra là căn hộ trả góp. Nữ diễn viên không hề mua đất bất động sản cao cấp này, thay vào đó sẽ phải trả số tiền thế chấp 600.000 tệ một tháng, tương đương với 2,1 tỷ đồng. Nếu ở tình trạng cầy sâu bình thường, cô vẫn có thể gắng gượng trả được số tiền trên. Tuy nhiên, với việc bị cấm sóng, Trịnh Sảng chỉ có thể gồng gánh được 6 tháng là đứt xích. Bằng không, cô có thể mất căn nhà này. Nhiều người đã nghĩ đến việc Trịnh Sảng nên bán tháo căn penthouse để lấy tiền. Vậy nhưng câu hỏi được đặt ra, giá của căn hộ thuộc hạng siêu đắt, những người mua chúng chắc chắn thuộc tầng lớp thượng lưu siêu giàu, vậy ai sẵn sàng bỏ một núi tiền để mua một căn hộ từng khiến chủ nhân thân bại danh liệt, tán gia bại sản khi vừa mới dọn về? Nhiều bình luận còn ngỏ ý cho rằng phong thủy của căn penthouse này có vấn đề. Điều đáng nói, Trịnh Sảng mới chỉ khoe căn nhà này, mới chưa được một tuần, scandal đã xảy ra, khiến sự nghiệp của cô tan thành mây khói. Trịnh Sảng còn hai bộ phim chưa kịp lên sóng nhưng đã được nhà đài mua về và chiêu mộ các nhà đầu tư. Vậy nhưng scandal ập đến, các nhà đầu tư tháo chạy, trả lại hàng, khoản lỗ có thể lên tới 100 triệu tệ một bộ, tương đương với 360 tỷ đồng. Hai bộ là 720 tỷ đồng, đó là còn chưa tính đến việc các nhãn hàng, nhà đầu tư đâm đơn kiện đòi bồi thường. Trịnh Sảng không chỉ đối mặt với vấn đề pháp lý mà còn cả vấn đề tài chính khổng lồ. Mặc cho Trịnh Sảng kêu an, viết tâm thư dài dằng dặc, lấp liếm scandal, hàng trăm ngàn bình luận kêu gọi đại diện pháp luật vào cuộc. Tối ngày 19 tháng 1, Weibo đưa tin chính thức của Trung ương Trung Quốc CCTV News đã đăng bài viết với một nội dung lên án việc mang thai hộ, khẳng định đây là hành động bất hợp pháp, thỏa thuận mà hai bên ký kết không được pháp luật công nhận. Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương còn có bài đăng thép và gay gắt hơn. Việc mang thai hộ và vứt bỏ con cái của Trịnh Sảng là lợi dụng kẽ hở của pháp luật. Mang thai hộ là hành động nghiêm cấm tại Trung Quốc. Việc sử dụng tử cung của người phụ nữ như một công cụ sinh sản, mua bán sinh mạng như hàng hóa hoặc thậm chí vứt bỏ chúng theo ý muốn là vi phạm pháp luật, không chỉ gây tổn hại đến sức khỏe của phụ nữ, hiện thực hóa việc bóc lột phụ nữ mà còn chà đạp lên quyền lợi và lợi ích của công dân, làm băng hoại đạo đức con người. Ủy ban còn chỉ rõ Trịnh Sảng đã lợi dụng kẽ hở pháp luật của Trung Quốc và Mỹ, nữ diễn viên nhiều lần điên cuồng vướng phải ranh giới của pháp luật, đảo lộn thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị đạo đức của công chúng. Việc bị phía trên chỉ điểm rõ ràng đã trở thành án tử đối với sự nghiệp của nữ diễn viên. Hàng loạt các nhãn hàng từng mời Trịnh Sảng làm đại diện vội vàng tuyên bố hủy hợp tác. Prada khóc ròng phải đưa ra bài thông báo vỏn vẹn một dòng rằng tập đoàn quyết định cắt đứt hợp đồng. Những bộ phim đã lên sóng bị tháo khỏi các trang web trực tuyến, chính thống. Ai cũng sợ sệt và lo lắng khi nhỡ bị truyền thông đặt tên mình cạnh tên Trịnh Sảng. Không dừng lại đó,
phía ủy ban còn lên tiếng dằn mặt các nghệ sĩ đang hoạt động trong làng giải trí. Sức hấp dẫn của nhân vật công chúng đến từ việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, hình tượng xã hội tốt đẹp cùng sự cống hiến, các tác phẩm ưu tú chứ không phải từ việc điên điên khùng khùng, tùy hứng và vô trách nhiệm, chỉ biết kể khổ kể sở, làm nhân vật của công chúng càng phải có ý thức về pháp luật. Đài truyền hình Thâm Quyến cũng có động thái khiến công chúng bất ngờ, đăng tải thông tin về nữ diễn viên, nhà đài dùng ngay cụm từ Trịnh Sảng nhờ người đẻ thuê rồi rũ bỏ con cái, mất nhân tính.